Xin kính chào quý vị và các bạn. Bắc Bộ vừa trải qua mấy ngày thời tiết mát lạnh như mùa thu, thì sáng sớm nay nắng vàng đã xuất hiện từ sớm, nhiệt độ cũng tăng dần lên nhanh. Ngày hè nóng nực đã trở lại, nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay là từ 30 cho tới 33 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Dự báo từ ngày mai, vùng thấp nóng phía Tây phát triển mạnh dần thì khu vực phía Tây Bắc Bộ sẽ bắt đầu xuất hiện nắng nóng cục bộ. Từ ngày 17 tháng 5 trở đi, nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng trên toàn khu vực Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 35 tới 37 độ và có nơi là trên 38 độ. Với thủ đô Hà Nội sáng nay, nắng lên từ sớm rực rỡ khiến bầu không khí ấm nóng lên rõ, nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất trưa chiều nay ở mức là 32 độ. Tối và đêm tạnh giáo, nhiệt độ hạ về ngưỡng mát mẻ 25 độ. Dự báo từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 5 trở đi, nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng cao, trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 cho tới 38 độ. Hôm nay, xu thế giảm mưa tăng nhiệt cũng diễn ra với các tỉnh miền Trung. Dự báo từ ngày mai, khu vực vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa xuống tới Phú Yên sẽ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 35 cho tới 37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 cho tới 60%. Từ ngày 17 tháng 5 trở đi, các tỉnh Trung Bộ sẽ bước vào một đợt nắng nóng gay gắt diện rộng mới với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 35 cho tới 38 độ và có nơi thậm chí là trên 39 độ. Thành phố biển Đà Nẵng hôm nay cũng tăng nhiệt thấy rõ do trời nắng từ sớm và càng đến trưa càng nắng mạnh, nếu mức nhiệt cao nhất trưa chiều nay sẽ rơi vào khoảng từ 33 cho tới 34 độ. Về tối và đêm, nhiệt giảm về mức 26 cho tới 27 độ, không khí sẽ thoáng mát trở lại. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, cả hai khu vực đã bước vào mùa mưa, nên vào chiều tối mưa rông sẽ xuất hiện rải rác, sau đó mà nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm nhẹ. Tại Tây Nguyên, mức nhiệt cao nhất trong ngày là từ 30 cho tới 32 độ, không có nơi nào xảy ra nắng nóng. Với khu vực Nam Bộ sẽ là từ 33 cho tới 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay ban ngày trời có nắng nhiều hơn nên nhiệt độ cũng tăng cao, cao nhất trưa chiều là từ 34 cho tới 35 độ, cảm giác hơi oi nóng, đến tối nhiệt độ sẽ hạ về còn 27 đến 28 độ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.